Đến thời đổi vận phát tài, hai con giáp trùng số liên tục, tiền nhiều bục ví, sâu nhất vương. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi khoảng thời gian trôi qua, ai cũng mong muốn cuộc sống của mình sẽ ngày càng tốt đẹp. Nếu không thể giàu có dư giả, thì ít nhất mỗi ngày đều trải qua cuộc sống bình yên, không chút phiền muộn. Trong cuộc sống, mỗi người đều phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, để có thể đạt được thành công như mình mong muốn. Bản thân mỗi người đều cần phải không ngừng cố gắng, nỗ lực, thay đổi bản thân từng ngày, mong cầu mọi thứ được tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, sách trời ghi rõ có hai con giáp sau. Trong đời nếu như biết được điều này sẽ có cơ hội đổi đời giàu sang, cuộc sống về sau sung sướng an nhàn, tiền tiêu chất núi. Quý vị và các bạn hãy theo dõi video ngày hôm nay để có thể biết được chi tiết đó là con giáp nào, liệu rằng mình có là một trong những con giáp may mắn đó hay không. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. May mắn đầu tiên là tuổi Ngọ. Xin chúc mừng tuổi Ngọ được thần tài gọi tên đổi vận phát tài, giàu sang chạm nóc. Trong hệ 12 con giáp thì ngựa là con vật có lối sống ưa thích tự do, hoang dã để hòa mình vào với thiên nhiên. Những người tuổi Ngọ cũng có thiên hướng tương tự như vậy, rất năng động, nhiệt tình, thích những nơi đông người và đam mê khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tuy nhiên, không phải tất cả những người tuổi Ngọ từ khi sinh ra đã được giàu sang, phú quý, gia đình, quyền quý. Cuộc sống của những chú ngựa nhiều lúc gặp vấn đề, nhưng nhờ có quý nhân phù trợ nên mọi chuyện được thuận lợi. Cho nên tuổi Ngọ thường có tính cách vui vẻ, lạc quan yêu đời, nên dù có gặp những vướng mắc, trở ngại nhỏ trên đường đời, bản mệnh cũng hoàn toàn không để tâm, mà vẫn giữ thái độ sống rất tích cực. Đặc biệt tuổi Ngọ có khiếu kinh doanh nên giàu có hơn người, sớm thành đại gia. Nhìn chung cuộc sống của tuổi Ngọ chỉ toàn màu hồng, sung sướng vô cùng. Vận trình tử vi chi tiết cho từng tuổi Ngọ. Tuổi Bính Ngọ 1966, ngựa trong chuồng, thiên hà thủy. Tuổi Bính Ngọ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và có óc phân tích nhạy bén, sáng tạo. Bởi vậy, mệnh chủ gặt hái được nhiều thành công trên con đường xây dựng, phát triển sự nghiệp. Đặc biệt, tuổi Ngọ mệnh thủy có tài kinh doanh, buôn bán và tổ chức, quản lý công việc. Bản mệnh thích tự mình sắp xếp đồ đạc, trang trí không gian quanh căn nhà. Có khi, bản mệnh bày tỏ tình yêu, sự quan tâm của mình đối với mọi người trong gia đình bằng cách chuẩn bị những bữa ăn thật ngon cho bữa tối. Luôn là những người tạo bầu không khí vui vẻ, hài hước, mang lại tiếng cười cho mọi người. Dù có bận rộn đến mấy, tuổi Bính Ngọ vẫn biết cân bằng thời gian làm việc và thời gian chăm sóc ngôi nhà của mình. Tuổi Mậu Ngọ 1978, thiên thượng họa. Bản mệnh là những người yêu cuộc sống tự do, thích được khám phá vô vàn điều mới mẻ của cuộc sống bên ngoài. Những thứ cũ kỹ, nhàm chán sẽ không thể thu hút được tuổi Mậu Ngọ. Bản mệnh luôn lựa chọn những bộ trang phục độc đáo, hấp dẫn nhất để tự tin nổi bật trước đám đông mà không trùng lặp với bất kỳ ai. Tuổi Mậu Ngọ sẽ nghiêm túc và hết mình với công việc được giao. Dù phải trải qua nhiều khó khăn, gian nan, nhưng một khi đã hứa, tuổi Ngọ mệnh hỏa sẽ làm bằng được. Đối với những người tuổi Mậu Ngọ,
chữ tín và danh dự của một con người là phẩm chất đáng quý nhất. Mệnh chủ có mối quan hệ bạn bè rộng rãi nhưng không phải là bản mệnh, cũng coi là tri kỷ. Tình bạn thân thiết của tuổi Mậu Ngọ phải dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau thì mới có thể lâu dài, bền chặt. Bản mệnh tuyệt đối sẽ không kết bạn với những người giả tạo, không thật thà. Tuổi Canh Ngọ 1990, ngựa trong nhà, lộ bằng thổ. Tuổi Ngọ mệnh thổ năng động, nhiệt tình nhưng thiếu đi sự thực tế. Đôi khi mệnh chủ đặt ra quá nhiều mục tiêu mà không thể hoàn thành được. Những người tuổi Canh Ngọ thích khám phá nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống và không ngừng học hỏi, thu thập những kiến thức ở xung quanh. Bản mệnh thẳng thắn trong mọi vấn đề, ghét những con người giả tạo, lắm mưu nhiều kế. Tuy nhiên, đôi khi gặp phải khó khăn trong công việc, bản mệnh trở nên ỷ lại, sợ sẫm, trông cậy vào người khác mà không tự mình giải quyết những rắc rối. Chính vì vậy, thể gia cát quê mệnh chủ tuổi Ngọ cũng cần mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc, hành thông, sự nghiệp tiến triển một cách tốt đẹp. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Đồng thời từ đó sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Khi mang pháp khí bên mình, vật phẩm sẽ như một tấm bùa, hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh của cuộc sống. Đặc biệt, vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các gia chủ tuổi Ngọ. Con giáp may mắn thứ hai là tuổi Dần. Quý vị thân mến, tuổi Dần là con giáp thứ hai đến thời đổi vận, giàu sang chạm nóc, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà. Khi nhắc đến tuổi Dần, người ta thường nghĩ tới những người này khá kiên định, song có phần cố chấp. Việc gì họ làm chưa xong thì không chịu ngừng nghỉ. Nhưng như vậy mà cuộc đời của tuổi Dần đạt được nhiều thành công. Bên cạnh họ, đó là những người khẳng khái, quyết đoán, dũng cảm, dám nghĩ dám làm, luôn sẵn lòng giúp đỡ những người khác với lòng bác ái. Họ cũng có ý thức độc lập mạnh mẽ, không muốn người khác lãnh đạo mình. Tuổi Dần là một trong những con giáp có tham vọng lớn và cũng rất có quyết tâm, đã đặt ra kế hoạch là phải thực hiện cho bằng được. Tuổi Dần không thích phô trương, không giỏi thể hiện nên thường bị coi là kiêu ngạo. Là những người thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng, có thể nói những chú hổ, có thể học hỏi được rất nhanh, nắm bắt được mọi thứ trong chớp mắt. Họ có thể dễ dàng chuyển từ công việc này sang công việc khác cùng lúc. Trong suốt cuộc đời mình, những người tuổi Dần đổi việc rất nhiều. Họ thấy vui vẻ trong những vai trò khác nhau, làm tốt nhất và khi gánh nặng trách nhiệm trên vai. Nhìn chung, tuổi Dần là những người rất tài năng, nhạy bén với thời cuộc. Vì vậy mà trong đời, tuổi Dần không bỏ lỡ cơ hội làm giàu của mình. Quý vị và các bạn có thể tìm hiểu cụ thể vận mệnh của từng tuổi Dần ngay sau đây. Tử vi tuổi Nhâm Dần 1962, hổ, quá lâm, kim bạc kim. Tuổi Nhâm Dần là những người thích được chỉ đạo, lãnh đạo người khác, nhưng tuyệt đối không nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ ai. Những người Dần mệnh kim có cá tính khá mạnh mẽ, độc lập, linh hoạt trong việc xoay chuyển tình thế. Bản mệnh có con mắt tinh tế, khả năng sáng tạo, bộ xử lý thông tin nhanh nhẹn. Điều đó giúp cho bản mệnh có thể nhìn nhận được đúng sai, phân tích vấn đề, từ đó tìm ra giải pháp và con đường đi hợp lý. Tuổi Nhâm Dần rất thích hợp với những lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Tương lai sẽ trở thành những ông chủ, bà chủ có địa vị cao trong xã hội, được nhiều người kính trọng, nể phục. Tử vi tuổi Giáp Dần 1974, đại khê thủy. Tuổi Dần mệnh thủy có tài trí hơn người, học hành giỏi giang, lại ham mê tìm tòi khám phá những thứ mới lạ. Bản mệnh có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật và các đồ thủ công, thậm chí có thể đạt tới trình độ khá tinh thâm. Sự nghiệp của các con hổ mệnh thủy trải qua quá nhiều thăng trầm, khi thăng tiến không ngừng, khi trì trệ không nên. Nếu có sự giúp đỡ của nửa kia hoặc bạn bè thì có những bước tiến mới trên con đường phía trước. Đồng thời, bản mệnh phải suy xét chu đáo kỹ càng thì mới khiến kế hoạch đề ra được tiến hành thuận lợi. Chỉ cần bản mệnh nguyện ý nỗ lực
thì chắc chắn thành quả thu được sẽ không khiến gia chủ thất vọng. Tử vi tuổi Bính Dần 1986, hổ trong rừng, lư trúng hỏa. Tính tình của tuổi Bính Dần phóng khoáng, yêu tự do, thích mạo hiểm. Bản mệnh từ khi còn trẻ đã có những ước mơ, hoài bão, ý chí lớn để xây dựng sự nghiệp. Tuổi Dần mệnh hỏa ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao, tự lập với cuộc sống của mình. Ngoài ra, tài năng lãnh đạo tốt đã giúp cho bản mệnh đạt được nhiều vị trí quan trọng trong xã hội, được mọi người yêu quý. Làm việc cũng rất khoa học, hiệu quả, tuy nhiên lại quá nóng vội, đôi khi mắc phải sai lầm. Tử vi tuổi Mậu Dần 1988, hổ quá sơn, thanh đồ thổ. Tuổi Mậu Dần là một người rất chăm chỉ, cần cù, đam mê với công việc, có nhiều ước mơ, hoài bão lớn. Bản mệnh sống khá thực tế, luôn cố gắng vươn lên, đạt được những mục tiêu mà mình đề ra. Những người tuổi Dần mệnh thổ không tin vào sự sắp đặt của số phận, bản mệnh tự lập, có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Bản mệnh cũng rất coi trọng chữ tín, một khi đã hứa nhất định sẽ thực hiện. Bên cạnh đó, sự chân thành, cởi mở giúp những người tuổi Dần mệnh thổ có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được mọi người xung quanh yêu quý và tôn trọng. Vậy nên để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, bản mệnh tuổi Dần hãy mang bên mình vận phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi được những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi Dần tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành. Đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dần để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến quý vị hai con giáp may mắn, phát tài, phát lộc trong thời gian tới. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.